Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phụ Nữ TV. Xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 29 tháng 2 năm 2024. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 29 tháng 2 tiếp tục ổn định trên thị trường xuất khẩu. Các địa phương trong nước vẫn duy trì đà tăng cao. Kết thúc phiên giao dịch ngày 28 tháng 2, cộng đồng hồ tiêu quốc tế không có sự điều chỉnh đối với giá tiêu xuất khẩu ở các nước sản xuất chính. Cụ thể, tại Indonesia, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn duy trì ở mức 3.911 USD trên tấn, trong khi giá tiêu trắng xuất khẩu có mức giá là 6.166 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil duy trì ở mức 4.350 USD trên tấn. Tại Malaysia, giá tiêu đen và tiêu trắng duy trì ổn định với mức giá là 4.900 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Còn tại Việt Nam, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu loại 500 gram trên lít cũng duy trì ổn định, với tiêu đen xuất khẩu loại 500 gram trên lít và 550 gram trên lít duy trì ở mức 3.900 USD trên tấn và 4.000 USD trên tấn, trong khi giá tiêu trắng xuất khẩu có mức giá là 5.700 USD trên tấn. Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, trong 15 ngày đầu tháng 2 năm 2024, Việt Nam xuất khẩu được 5.687 tấn hồ tiêu, trong đó tiêu đen là 4.886 tấn, tiêu trắng là 801 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 22,7 triệu USD. Trong nửa đầu tháng 2 là thời điểm mà Việt Nam được nghỉ Tết Nguyên đán nên lượng xuất khẩu giảm mạnh. Dự kiến xuất khẩu sẽ tăng mạnh trong nửa cuối tháng do nhu cầu đặt hàng ngay tích lũy trong quý 1 năm 2024. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá hạt tiêu tăng mạnh trong thời gian gần đây. Theo các chuyên gia, năm nay người dân Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có nguồn tiết kiệm và thu nhập khá từ vườn sầu riêng, cà phê, cây ăn quả nên không vội bán hồ tiêu. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, giá tiêu duy trì đà tăng cao với mức giá thu mua là 93.500 đồng tới 97.000 đồng 1 kg, ghi nhận ở hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông. Giá hồ tiêu thu mua quanh mức 95.000 đồng tới 95.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu thu mua quanh mức giá là 93.500 đồng 1 kg. Mức giá này cũng ghi nhận tại tỉnh Kon Tum. Tại tỉnh Phú Yên, giá hồ tiêu thu mua với mức giá là 93.600 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Lâm Đồng, mức giá ghi nhận là 95.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sáng nay thu mua mức giá là 96.000 đồng 1 kg. Giá hồ tiêu cao nhất ghi nhận tại tỉnh Bình Phước với mức giá là 97.000 đồng 1 kg. Và giá hồ tiêu tại tỉnh Đồng Nai ghi nhận là 95.500 đồng 1 kg. Thưa các bạn, giá tiêu ngay từ đầu vụ đã tăng mạnh và vẫn tiếp tục duy trì đà tăng nên bà con nông tiêu rất phấn khởi. Một số chuyên gia thì khuyến cáo rằng trong giai đoạn tiêu chuẩn bị thu hoạch và bước vào đầu mùa khô, tùy vào điều kiện sinh thái như mưa muộn, tiêu chín sớm của từng vùng, bà con nông tiêu cần chăm sóc và bón phân hợp lý, cần bón phân có hàm lượng kali cao, mục đích làm tiêu chắc hạt, giúp nâng cao năng suất. Nông dân nên cân đối được vấn đề dinh dưỡng từ đầu vụ đến lúc thu hoạch, giúp vườn tiêu sinh trưởng và phát triển tốt, duy trì được năng suất vụ sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay trên kênh Phụ Nữ TV. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.